Rồi xong rồi khỏi cất máy đi. Nhanh. Đây mực đang ra, bạn bạn hút vừa xong hết cả nhà. Đây bạn Trung Mai vừa hút dung dịch xong cả nhà nha. Đây các bạn mực ra nè, mình quay cho các bạn xem mực ra nè cả nhà. Đó khoan lau nha, khoan lau nhà Trung Mai nha. Ôi mực nó ra kìa, đang phun ra kìa. Đang tường ra quá trời, lấy kiến lên coi, lấy kiến lên coi này, có ra nè, ra kia không. Nhìn xấu quá con ạ. Nhìn ra quá trời thấy không, đó mực đang tươm ra đó, đó đó hút dung dịch đó cả nhà. Chân mày bạn này bị chỗ đỏ nha, gốc vàng gốc nâu gốc đỏ nhiều hang. Hồi xưa làm em màu nâu tay phải không, Dạ đúng chắc không, vậy chứ em cũng không đúng nhớ. không, màu nâu tay nè, nó ra nè, ra quá trời, ra có vàng tờ lưa nè. Đó thấy chưa. Rồi ok, lấy cái này chấm đi cho nó mềm, chấm theo đường dọc này nha. Giờ nhìn cho bạn chấm nè, chấm cho em thấy chân chân mày em khác liền nè, chấm bằng đường thẳng nha. Rồi đây đó, em nhìn chân mày em đi, khác chưa, thấy chưa đó. Rồi chấm tiếp bên đây cho cô. Đó em thấy chân mày của em chưa, còn dính dính là mực cái nha. Rồi lật ngược lên quay đây, lật ngược cho cô quay, lật ngược cái trong đây cho cô Kiến quay. kiến mực á. Ok đây nè, đen thui luôn. Là chì nhiều quá hả cô hả? Mà cần nhiễm chì ha. Rồi ok giờ em sạch cái chai kia chút xíu giùm cô đi, nhắm mắt lại nha. Rồi để cho bạn sạch nha. Rồi sạch bên đây, phập bên đây cho cô miếng nữa, chà thiệt nhẹ thôi nha. Rồi nhẹ thôi nhé, không đúng rồi, lấy này nè. À quên quên cái lâu, lấy cái khác tôi quên. No, vuốt từ đây vuốt ngược xuống, vuốt từ đây vuốt xuống, đúng rồi, vuốt xuống, đốt nhẹ xuống, đúng rồi, vuốt nhẹ thôi nha. Ok, tới bên này, chà bên này. Rồi. Mà trên đầu thì em rửa thoải mái, em chà 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 ra đi. Ở dưới đuôi, tại vì phần đuôi nó nhỏ, hiểu không? Chà tới giữa là được rồi, tới đuôi nương lại. Rồi, tới đuôi nương lại cho cô. Nương nhẹ nhẹ thôi. Rồi, nè, chùi từ đây chùi xuống, chùi xuôi theo chiều lông đỏ, hiểu không? Rồi, đúng rồi, nhẹ nha. Đúng rồi, đó, không có một vết thương luôn nha các bạn. Rất đẹp luôn nha, liền lạc, rất đẹp nha. Còn cái mực đó là cái mực khô nó dính nha cả nhà, họ chùi ra hết nha. Wow, rất đẹp nha, rồi đó, mà lấy kiến lên coi đi gái. Nhìn nè, không biết luôn, thấy không? Đâu biết em mới vừa hút đâu. Thấy chưa, đẹp không? Không uổng công nãy giờ em nằm đúng không? Rất là đẹp luôn. Cái này nó còn bám chưa Chùi đi, em? chùi đi, chùi được không sao, chùi khúc đầu chùi được. Hay là em xịt cho miếng nữa cho nó sạch đó. Nãy giờ cô đây hút dung dịch lần một nha cả nhà. Đây rất đẹp nha các bạn nha, không tổn thương luôn, không hề tổn thương luôn. Rồi thoa tê đi, chuẩn bị hút chai số 2.